các bạn, những kỹ sư chân đất sáng chế nhiều máy móc, thiết bị phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp đã không còn là điều hiếm thấy. Dù bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm, nhưng nông dân lại có tâm lý e ngại khi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ tính độc quyền sản phẩm của mình. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập sâu hơn trong loạt phóng sự dài kỳ. Vì sao nông dân chưa mặn mà với sở hữu trí tuệ? Và trong kỳ đầu tiên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những lão nông đam mê sáng chế và được mệnh danh là những kỹ sư của lòng dân. Vào Lâm Đồng lập nghiệp từ năm 15 tuổi, với nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng ngọn lửa đam mê sáng chế không bao giờ tắt trong ông Đặng Văn Bảy tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Ở Lâm Đồng, chứng kiến nỗi vất vả của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đã thôi thúc ông làm ra những chiếc máy có thể hỗ trợ nông dân. Chiếc máy đầu tiên được ông Bảy cho ra đời là loại cối chà vỏ cà phê, được cải tiến so với những sản phẩm bán trên thị trường để phù hợp với lối sản xuất của nông dân nơi đây. Năm 2000, ông Bảy thành lập cơ sở cơ khí Toàn Thắng và lần lượt cho ra đời nhiều loại máy móc được thiết kế từ những vật liệu đơn giản rẻ tiền như máy dập lưới gia cốc, máy bơm nước chuyên dùng cho tưới cà phê, máy phân loại cà phê và mới đây nhất là loại máy sấy cà phê không khói. Sáng kiến đạt giải nhì trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng năm 2015. Thực tế là trên thị trường bây giờ thì nó cũng rất nhiều loại máy sấy dùng cho nông sản, từ lúa, bắp cho đến đặc biệt như vùng cao nguyên là cà phê. Thì trong cái thực tế người ta còn đang phải dùng bằng đốt trực tiếp, thì trong đó là thải CO2, L2, S2, rồi thì kể cả là khí như magie hay là phốt pho đều trực tiếp vào những cái nông sản, không thống chế được nó. Thế thì bây giờ là tôi phải nghiên cứu ra một cái loại máy sấy mới nhất, hầu như là dùng cái công nghệ sinh khối này đầu tiên của nước ta để áp dụng vào sấy nông sản. Còn đây là chiếc máy băm cỏ mini của anh Nguyễn Văn Xưởng tại thôn 1 xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương. Chiếc máy băm cỏ nhỏ gọn, cao gần 1,2 mét và nặng hơn 80 kg, lại có thể di chuyển từ nhà đến trang trại hay ra đồng cỏ nơi chăn thả đàn bò. Với chiếc máy băm cỏ do anh Xưởng sáng tạo ra, lượng cỏ được sử dụng đến 90%, lại tiết kiệm được công lao động. Một giờ, chiếc máy này có thể băm trên 1,5 tấn cỏ, trong khi băm cỏ bằng tay, một giờ chỉ được vài ký. Sản phẩm của mình thứ nhất là nó gọn nhẹ, phù hợp cho những cái hộ chăn nuôi với mình. Đó, với lại cái giá cả thì nó hợp lý. Đó, mới lại là mình là người thực tế chăn nuôi, mình biết trong cái máy nó cần có những cái ưu điểm và cái khuyết điểm gì thì mình qua đóng góp của bà con đó thì mình chỉnh sửa cho thật hợp lý. Mình nuôi một sào chỉ được một con thôi, nhưng bây giờ từ có máy giờ là nuôi một sào được hai con, nhưng mà rất có lời cho người nông dân. Mình tiết kiệm được rất nhiều, tại vì ngày xưa một mình chỉ nuôi được 5 con thôi, nhưng mà giờ từ hồi có máy giờ là nuôi được 10 con trên một lô đồng. Còn rất nhiều cái tên của những kỹ sư không chuyên như ông Lê Thanh Trị ở huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Hồng Chương, Nguyễn Thái Linh, Hoàng Xuân Diệu tại huyện Đơn Dương đã đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp Lâm Đồng thông qua những sáng chế cải tiến. Những loại máy móc này không chỉ được làm ra từ những thiết bị dễ tìm, mà cách sử dụng còn đơn giản, giúp người nông dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Nói về cái chất lượng hoặc là cái giá trị, cái ý nghĩa của những cái cải tiến hoặc là những cái giải pháp kỹ thuật và có thể là sáng chế của nông dân thì nó cũng rất là đa dạng. Nhưng phải khẳng định là về cơ bản là nó hữu ích. Tại sao nó hữu ích? Bởi vì là nó giải quyết chính những cái bất cập ở trên những cái nông cụ hay là những cái ví dụ như là trong quá trình trồng trọt chăn nuôi thì phát hiện ra sâu bệnh hoặc là bệnh tật của vật nuôi thì người ta sáng tạo ra những cái chất để có thể là diệt trừ sâu. Nói đến những phát minh sáng chế là nói đến thời gian, tiền bạc, công sức và chất xám của những người nông dân đã bỏ ra từ khi manh nha ý tưởng đến lúc ra đời một chiếc máy hoàn chỉnh. Thế nhưng, đại đa số những nhà sáng chế không chuyên này vẫn chỉ quan tâm đến tính hữu dụng của những thiết bị làm ra mà không hề mặn mà với việc đăng ký sở hữu độc quyền. Đó cũng là nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trùng lắp những phát minh sáng chế của nông dân tại các địa phương. Và vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong kỳ 2 của loạt phóng sự Giai Kỳ. Vì sao nông dân chưa mặn mà với sở hữu trí tuệ? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập đến một thực tế là sự nở rộ của những phát minh sáng chế cải tiến của những nhà sáng chế không chuyên. Và một vấn đề luôn tồn tại song song đó chính là sự công nhận của cơ quan nhà nước đối với những sáng chế này. Vẫn nhận thấy được hiệu quả tính sáng tạo trong những sản phẩm được làm ra, nhưng để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả lại là một bài toán cần có sự chung tay tìm lời giải của cả cơ quan chức năng và những nhà sáng chế không chuyên. Kỳ 2 của loạt phóng sự Dài Kỳ, vì sao nông dân chưa mặn mà với sở hữu trí tuệ, sẽ phân tích lý do vì sao quyền sở hữu trí tuệ của những kỹ sư chân đất vẫn còn bị bỏ ngỏ. Đối với những kỹ sư chân đất, những khái niệm về thương hiệu, bản quyền, sở hữu trí tuệ nghe có vẻ quen, nhưng để định nghĩa được những khái niệm này thì thật sự rất khó. Và bản quyền của người sáng chế đôi khi chỉ là những mẫu giấy nhỏ như thế này. Tưởng như chỉ cần một vài cơn mưa thì tên của chiếc máy, tên người sản xuất và toàn bộ thông tin về sản phẩm cũng sẽ trôi theo dòng nước. Kỹ sư chân đất, những người có nhiều sáng chế, cải tiến, phục vụ cho đời sống sản xuất của bà con nông dân địa phương. Tuy mỗi người có một ý tưởng khác nhau, cho ra đời những sản phẩm cơ khí khác nhau, nhưng ở họ vẫn có chung một suy nghĩ, làm để phục vụ nông dân, chứ không hề quan tâm đến tính độc quyền của sản phẩm. Hiện nay nông dân, trước đây là nông dân làm việc là rất vất vả, chỉ có cày và cuốc, cho nên là tôi thấy là nếu mà mình mà nghĩ được những cái máy mà có lợi cho nông dân, nó hiệu quả mà nó lợi công cho bà con, cho nên từ đấy tôi bắt tay vào nghiên cứu những cái máy loại đơn giản, thì tôi cảm thấy là rất là mãn nguyện và sung sướng, bởi vì mình đã có thể giúp được cho bà con. Thì mình gần như mình không có nghĩ tới, mình chỉ biết là mình làm ra cái sản phẩm đó rồi để phục vụ cho bà con xung quanh đây thôi, chứ mình cũng không nghĩ tới xa như vậy đâu. Và sau này thì mình làm rồi, ví dụ cứ mình làm được người bà con này thấy sử dụng có hiệu quả thì họ lại điện lên, họ nhờ mình làm, rồi bắt mình tiếp tục mình làm, cứ vậy mình làm rộng ra dần. Đó là nguyên nhân chủ quan để những nhà sáng chế không chuyên này ít quan tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ và độc quyền sản phẩm. Thế nhưng bên cạnh đó, việc để một sáng chế được công nhận quyền sở hữu trí tuệ cũng là một vấn đề không hề đơn giản. Về nguyên tắc, một sản phẩm khoa học từ khi thực hiện nghiên cứu cho đến lúc hoàn thành cần phải có những giấy tờ chứng nhận cho phép thử nghiệm, nghiên cứu, sản xuất, giấy đăng ký tiêu chuẩn kỹ thuật, cho tới khi được đưa ra hội đồng khoa học đánh giá và được công nhận. Việc này quả thật là khó như lên trời đối với những người nông dân chân đất. Các cái thông tin để chuẩn bị cho các nông dân này để đăng ký các như là sở hữu độc quyền v.v. thì hội nông dân chủ yếu vẫn là tự liên hệ với các cơ quan. Còn về phía các cơ quan mà chủ động để liên hệ với các hội nông dân phường xã để cung cấp các cái thông tin để cho các nông dân mà khi mà có những cái sáng chế, những cái sáng kiến hay để được cung cấp thì thường là chúng tôi cũng chưa thấy. Đến hội nông dân, tổ chức hội đại diện và phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân vẫn chưa thể nắm rõ những quy định của luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ. Thì thử hỏi, đến bao giờ quyền lợi chính đáng này sẽ đến được với những nhà sáng chế nông dân? Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các hoạt động cho các nhà sáng chế không chuyên này. Đơn cử chúng tôi có một cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ. Thì thông qua cái chương trình này chúng tôi sẽ hỗ trợ được một phần kinh phí để cho các tác giả sáng chế này, người ta sẽ hoàn thiện cái sáng chế để tạo ra những cái sản phẩm để kinh doanh trên thị trường. Và người ta thông qua cái hoạt động này thì người ta sẽ thương mại hóa được cái sản phẩm. Song song với đó thì chúng tôi thực hiện một số cái hoạt động như đào tạo tập huấn cũng như là tra cứu cung cấp thông tin về sáng chế cho tác giả để người ta biết những cái thông tin cái sáng chế đó có khả năng đăng ký được bảo hộ hay không, cũng như là mời người ta tham gia các hội chợ gọi là techmark, gọi là thiết bị công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ,
để người ta tham gia đó và người ta giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối cung cầu giữa các người nhà sản xuất và người tiêu dùng. Cái nhu cầu thì còn là cao và tôi cũng phải khẳng định rằng rõ ràng là nhiều người cũng chưa nắm sâu về sở hữu trí tuệ vì đây là một cái vấn đề cũng tương đối là sâu, tương đối là riêng biệt, thì cái này cũng cần phải có những cái thời gian hay là nỗ lực hơn nữa của các cơ quan, không chỉ tuyên truyền chung chung mà còn các tổ chức cá nhân có những cái nhu cầu cụ thể để tiếp cận hệ thống sở hữu trí tuệ, đặc biệt là những cái người mà hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin như các bác nông dân như tôi vừa nêu ấy, thì chúng ta cần phải có những cái hỗ trợ đặc biệt hơn nữa, chúng ta cần tiếp cận sâu hơn nữa và cụ thể hơn chứ không phải là chung chung. Phong trào phát minh sáng chế trong đội ngũ nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu vẫn mang tính tự phát, xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn của nông dân trong quá trình sản xuất. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ giá trị chất xám cho những kỹ sư của lòng dân? Câu trả lời sẽ được chúng tôi đưa ra trong kỳ 3 của loạt phóng sự Vì sao nông dân chưa mặn mà với sở hữu trí tuệ? Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sáng chế không chuyên, thương mại hóa, sản phẩm bằng một số hoạt động như chợ công nghệ và thiết bị Techmark, hỗ trợ cá nhân có sáng chế, sáng kiến thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quảng bá các sản phẩm qua một số kênh thông tin đại chúng. Tuy nhiên, những hoạt động này mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Phần cốt lõi mà các nhà sáng chế không chuyên cần là những cơ chế chính sách khuyến khích việc nghiên cứu sáng tạo, mà cụ thể là tiếp cận vốn, hỗ trợ kinh phí, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây cũng là một nội dung được đề cập đến trong kỳ cuối của loạt phóng sự Vì sao nông dân chưa mặn mà với sở hữu trí tuệ. Khi chưa biết đến quyền sở hữu trí tuệ, những nhà sáng chế không chuyên này làm ra sản phẩm chủ yếu với mục đích để sử dụng hoặc để phục vụ cho bà con ở những địa phương lân cận. Thế nhưng, đặt giả thiết khi sản phẩm của họ được bảo hộ, được hỗ trợ kinh phí và thương mại hóa sản phẩm, thì đây chính là điều kiện để những nhà sáng chế này mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời khuyến khích ở họ sự lao động sáng tạo để làm ra nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa. Quyền mà được sáng chế, được bảo hộ cho mình cái đó thì nói chung là ai cũng mong muốn, nhưng mình cũng vậy thôi. Để mình làm ra một cái này thì trong quá trình nữa, cũng thời gian nói chung là mình nào là độ chế rồi mình nói chung tìm hiểu mày mò cũng rất là nhiều. Và nếu mà mình làm xong thành phẩm mà đến hồi người ta chỉ nhìn thấy người ta có thể làm được rồi thì nó như bạn nói, nhiều lúc mình nhìn thấy mình cũng buồn, nhưng mà nói chung mình vui đường cái là mình đưa cái sản phẩm nó phù hợp giá cả cho người chăn nuôi thôi. Năm 2015, tại Hà Nội, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt 63 nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu, là các gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân trên khắp cả nước. Tại buổi gặp mặt, nguyên Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã ban hành cơ chế chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên cứu sáng tạo khoa học và công nghệ. Mỗi sáng chế của người dân phải được trân trọng và phát huy. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với khoa học công nghệ nói chung, cũng như hoạt động sáng tạo của quần chúng nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, góp phần khuyến khích, cổ vũ niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Đối với thủ tục sở trí tuệ thì chúng tôi cũng khuyến cáo với các nhà sáng chế như sau. Sau khi các anh có những cái sáng chế thì các anh sẽ có liên hệ với chúng tôi tại Sở Khoa học Công nghệ và chúng tôi sẽ hỗ trợ trước mắt là cái công việc gọi là tra cứu thông tin để cái việc này nó có được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ có bị trùng lắp với tác giả nào trước đó hay không. Xong sau khi chúng ta tra cứu xong thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về việc viết bản mô tả cái sáng chế cũng như là giải pháp hữu ích và tiến hành thủ tục đăng ký các hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Chúng ta có nên khuyến khích như không? Thì đương nhiên nhà nước là cần phải khuyến khích những cái hoạt động sáng tạo của tất cả mọi người, đặc biệt là đây là cái đối tượng nông dân. Thế thì chúng ta có những cái chính sách hỗ trợ nhất định, ví dụ dưới cái góc độ là sáng chế. Thì sáng chế được bảo hộ thì là nó đã phải đáp ứng theo quy định của pháp luật, bất kể là cái sáng chế đó được tạo ra bởi nông dân hay là một người nghiên cứu chuyên nghiệp ở trong các viện nghiên cứu và trường đại học.
không vì là nông dân mà pháp luật hạ cái tiêu chuẩn bảo hộ hay là cái điều kiện bảo hộ thấp xuống. Tuy nhiên nông dân là có thể là còn thiếu thông tin hoặc là thiếu cái kỹ năng để xác lập quyền hay là tiếp cận những cái hệ thống pháp lý, thì nhà nước là phải hỗ trợ ở những cái điểm đó, để nếu mà nông dân có những cái thứ đó và họ có nhu cầu được bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ đối với những cái sáng chế, đối với những cái giải pháp kỹ thuật của họ, thì họ có khả năng làm được điều đó. Nhà nước ta luôn có những chính sách cơ chế nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, sáng chế, nghiên cứu khoa học, như áp dụng chế độ thưởng cho tập thể và cá nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo, tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu được quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Nghị định số 95 năm 2014 của Chính phủ. Để chủ trương chính sách của nhà nước về hoạt động sáng tạo, sáng chế khoa học và công nghệ được thực hiện một cách nhanh nhất, thiết thực, có hiệu quả, đặc biệt là với các nhà sáng chế không chuyên, thì các cơ quan chức năng cần có cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo, chế tạo sản phẩm của người dân, đưa sản phẩm của các nhà sáng chế không chuyên vào được thị trường, trở thành sản phẩm hữu ích cho xã hội. Đối với những kỹ sư chân đất, những khái niệm về thương hiệu, bản quyền, sở hữu trí tuệ